could be us. So back to what I was saying. Could be us. Đại gia ngầm đứng sau cuộc đời nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Theo đó, đại gia ngầm đứng sau dự án sách nói hồi ký sống cho mình, sống cho người chính là con trai nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Anh nói mình chỉ làm điều khiến mẹ thấy hạnh phúc. Ngày 25 tháng 3, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương chính thức ra mắt sách nói hồi ký sống cho mình, sống cho người. Bà cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội và ekip đã làm việc cật lực trong 2 năm để ra mắt tác phẩm. Từ cuốn hồi ký sống cho mình, sống cho người ra mắt năm 2016, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nảy ra ý tưởng chuyển thành sách nói, audiobook, để tác phẩm lan tỏa rộng rãi hơn trong công chúng. Thay vì loại hình sách nói với một giọng đọc, nghệ sĩ Đạt Phi gợi ý nhiều nghệ sĩ tham gia lồng tiếng trên nhạc nền và âm thanh minh họa. Nghệ sĩ Thi Mai dẫn chuyện, nghệ sĩ Đạt Phi đóng vai bốn người tình trong đời Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương tự thể hiện phần của mình khi về già. Diễn viên Trúc Anh đóng vai Kim Cương lúc trẻ, nghệ sĩ Văn Ngà đóng vai nhà thơ Bùi Giáng. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu và nghệ sĩ ưu tú Thanh Lộc mỗi người đọc một chương trong cuốn hồi ký. Họ xúc động, vinh dự khi nhận lời mời từ đàn chị Kim Cương. Thanh Lộc nói, một lời mời không thể từ chối, trong bao nhiêu đàn em, chỉ có chúng tôi được mời. Còn với Hữu Châu, anh xem việc hỗ trợ mọi hoạt động của nghệ sĩ nhân dân là trách nhiệm của mình. Cố nghệ sĩ Văn Ngà lồng tiếng cho nhà thơ Bùi Giáng. Quá trình thực hiện sách nói không dễ dàng. Kim Cương phải làm việc liên tục với đạo diễn âm thanh vì ekip muốn mô tả chính xác từng chi tiết nhỏ nhất như tiếng ghe máy mỗi lần đoàn hát di chuyển. Tiếng rao quảng cáo trước mỗi đêm diễn đến bầu không khí Sài Gòn giai đoạn đó. Kim Cương nói, tôi cống hiến cho sân khấu 40 năm thì giải nghệ. Trong những năm tháng xa sân khấu với nỗi khắc khoải, tôi thấy mình nợ cuộc đời này quá nhiều, chưa đáp lại trọn vẹn tình cảm của khán giả yêu thương mình. Vì vậy, tôi làm cuốn hồi ký trải hết lòng mình, những sướng, khổ, vui buồn, nụ cười và nước mắt thay cho lời tạ ơn. Nghệ sĩ nhân dân tham vọng qua sách nói hồi ký, người trẻ sẽ thấu hiểu thế hệ đi trước đã đánh đổi, hy sinh để mở ra con đường cho nghệ sĩ và ý thức hơn trách nhiệm đối với văn hóa nghệ thuật. Trong buổi ra mắt dự án, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cảm ơn con trai Gia Vinh. Anh Vinh đồng hành và chi trả toàn bộ chi phí thực hiện dự án. Anh Vinh nói, đơn giản là tôi sẽ làm mọi thứ để mẹ mình hạnh phúc. Kim Cương đáp lại, cuộc đời tôi có thành công, có thất bại. Nhưng cuối đời lại được trời cho một niềm hạnh phúc. An ủi lớn là con trai duy nhất của tôi. Tác phẩm sách nói hồi ký sống cho mình, sống cho người đăng tải từng tập trên kênh YouTube của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Bà đăng tải để khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể nghe miễn phí.